Mình xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tạo được cái bài đăng ở trên cái trang YouTube của các bạn nha. Nếu như mà các bạn làm những cái nội dung sáng tạo ở trên cái YouTube, các bạn là chủ một cái kênh nào đó sáng tạo nội dung ở trên YouTube, thì cái việc mà các bạn tạo những cái bài đăng nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là đưa được những cái nội dung mà chúng ta sáng tạo trên cái kênh YouTube của chúng ta tới nhiều người hơn. Cụ thể ở đây thì là với những người mà sau khi mà xem video của các bạn thì nếu như họ yêu quý cái kênh của các bạn và họ thích cái nội dung mà các bạn đang làm thì họ có thể là nhấn vào cái phần đăng ký kênh của các bạn. Và như vậy thì mỗi lần mà các bạn tạo một cái bài đăng ở trên YouTube thì những cái người mà đã đăng ký kênh của các bạn có thể là xem được cái nội dung bài đăng đó, hoặc là YouTube họ đề xuất cho những cái người mới có thể là xem được cái nội dung video đó, và từ đó thì các bạn có thể là dán link những cái video của các bạn vào. Và như vậy thì khi mà người ta bấm vào cái đường link liên kết thì người ta có thể là xem được cái nội dung video mà các bạn đăng tải ở trên cái kênh YouTube của các bạn nha. Và để tạo được một cái bài đăng và cũng như là gắn thẻ cái link video YouTube của bạn đã làm để cho nhiều người có thể là biết đến cái nội dung video đó, thì các bạn có thể là làm như sau. Đầu tiên thì các bạn có thể là sao chép cái đường link video mà các bạn đã làm và các bạn đăng tải lên trên cái kênh của các bạn. Ví dụ như đây là mình có cái video của mình đã làm thì mình sẽ sao chép cái đường link video của mình. Sau khi mà mình đã sao chép được cái đường link rồi thì mình có thể là vào cái trình duyệt Chrome, mình tải một vài những cái bức hình để khi mà mình đăng cái nội dung lên thì mình có những cái bức hình minh họa nha. Đó, các bạn có thể nhấn giữ vào màn hình và chọn phần nó là tải xuống. Rồi, sau khi các bạn đã có được cái đường link video, cái hình để có thể là minh họa được cho cái nội dung video các bạn đăng lên, thì các bạn vào cái ứng dụng YouTube cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng dấu cộng ở đây, thì nó sẽ có những cái mục ví dụ như là tải video ngắn này, tải video bình thường và phát trực tiếp. Và cái mục cuối cùng đó là tạo bài đăng, thì các bạn chọn vào phần nó là tạo bài đăng. Ở đây thì trước khi mà các bạn tạo bài đăng thì các bạn có thể là thực hiện những cái phần ví dụ như là đố vui, thăm dò ý kiến dạng văn bản, thăm dò ý kiến dạng hình ảnh hoặc là văn bản. Và các bạn có thể chọn một vài những cái hình ảnh minh họa như này. Sau đó các bạn chọn là phần nó là thêm văn bản. Ở đây thì mình sẽ thêm văn bản này. Đó, các bạn sẽ viết cái nội dung vào. Mình sẽ nhập cái nội dung văn bản vào. Sau khi mà mình đã viết cái nội dung văn bản vào để hướng người dùng tới cái link mà mình gắn cái video, thì mình sẽ ghi đó là xem video tại đây. Lúc này thì mình sẽ nhấn giữ vào màn hình, sau đó thì mình sẽ chọn là dán. Và mình đã dán được cái đường link video của mình vào trong cái bài đăng này. Và sau khi các bạn đã hoàn thành tất cả những cái bước trên, các bạn chỉ cần bấm vào cái phần đăng. Như vậy thì những cái người mà đã đăng ký cái kênh YouTube của các bạn thì có thể là nhìn thấy được cái bài đăng đó, hoặc là YouTube họ sẽ đề xuất những cái người mà quan tâm đến những cái nội dung mà các bạn đăng ở trên cái trang YouTube của các bạn thì có thể là xem được cái nội dung đó. Và khi họ xem được cái nội dung đó thì họ có thể là họ bấm vào cái đường link mà các bạn đã để sẵn. Cái đường link đó nó sẽ dẫn thẳng tới cái video mà các bạn đã làm, và người ta có thể là xem được cái nội dung video mà các bạn đã làm ở trên cái kênh YouTube của các bạn nha. Vậy thì nó sẽ tăng cơ hội tiếp cận đến nhiều người xem hơn ở trên cái ứng dụng YouTube nha. Rồi, và như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tạo được cái bài đăng ở trên cái ứng dụng YouTube để giúp cho cái nội dung sáng tạo của chúng ta nó được tiếp cận đến nhiều người xem hơn.